sau khi mở các app thì nó đang cho mình một cái setup có trên là vùng Philips này đúng không? Đây là vùng Philips hôm trước con ra gọi gửi anh em đó. Đây là vùng cầu trở thành vùng cung thành vùng cầu rồi đúng không? Thì khi mà nó test lại cái thằng 69x70 mình có đánh non thì cái vùng 72 73 này này nó đã chạy được khoảng 3 điểm 4 điểm rồi. Ai an toàn có thể cắt một lựa xong rồi mình sẽ chờ nhồi tiếp vùng 69x70 và start lot đóng thủng thằng này này, đóng thủng thằng 67 này an toàn. Đó thì scat đánh ngắn thì anh em có thể đánh 3 điểm. Cắt một lửa cũng được, cắt 70% về 70 trong mix đã chơi thì mình view cái nhịp này nó sẽ tạo ra mô hình cốc tay cầm ở đây nó liên tục nó test đỉnh này. Còn nhịp bây giờ nếu như tiền vào cơ sở nó kéo lên trên vùng 75 thì nó mình lại canh nhồi ở 72 và hướng lên vùng target VLF ở trên vùng 77 7781 nhá, 7781 đây vol nổ này đó, chen sẽ hướng về 77 và 81, có cái vùng Philips là 69 thôi đó, vùng Philips không thấy hình á, em xem hình rồi mà em bị đờ, có nhìn thấy hình chưa, nghe là do mình chưa xem nói. Em nhìn thấy hình lại chưa ạ? Thấy rồi mà đúng không? Ở phiên qua là setup một lệnh long ở đây rất đẹp đúng không? Đánh short từ 66 về đây. Sau đó thì setup một lệnh long ở đây. Có MPL, có QML ở đây này. QML, MPL có inside 3 ở đây đúng không? Sau đó thì đánh gấp up. In CPI ổn, nhà cái thì họ sẽ nắm được hết cái tóm lại là họ có định hướng hết một 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 hai phiên rồi. Nên là cái việc mà nó kéo xả ngày hôm qua nó dụ long dụ sọt đúng không đi xuống thì nó cũng cho một kịch bản mình đoán trước rồi thôi. Chen thì mình sẽ cầm lên vùng 7781, scalp anh em có thể cắt một nửa ra đúng không? Một nửa cái là 67, có thể dịch lên vùng 68 được nhưng để 67 là an toàn hơn nhé. Sai way up thôi, đánh sai way up như này. Test đỉnh cũ nhìn chung mà lên trên vùng 75 78 á là vùng
khả năng cao có phân kỳ đúng không? Phân kỳ mà 15 nữa. Nên là lên những cái vùng này nó sẽ có những nhịp điều chỉnh. Nhưng mà nhìn chung cái vùng liquidity hai đỉnh này nó sẽ phá qua trong phiên ngày hôm nay, sẽ phá qua cái vùng 73x này, sẽ phá qua thôi. Con vào mở gáp à? À đâu đang mở gáp đúng không? Chợ này thì mình không thấy nhỉ. Rồi con thuật toán của mình thì long từ hôm qua rồi. Bây giờ nó đang đồng pha long ở vùng 71 đúng không? Thực ra khi mà đồng pha long 71 như vậy, anh em nếu như mà chơi thì 71, nếu như chơi chen nó thì cài cắt lỗ 3 điểm nhé, giả sử long 71 cài cắt lỗ 3 điểm thì đánh được tiếp diễn. Còn đồng pha là nó long ở đây rồi, đồng long cha linh view thì nó lại long ở cái vùng 65 rồi đó, long cái điểm ngày hôm qua, đồng pha long hôm qua này rồi. Còn nếu như anh em muốn đánh tiếp tục đánh đồng pha ở đây thì mình phải cài SL 3 điểm, cái điểm long 71 này mục đích SL 3 điểm đó. Còn bình thường thì mình sẽ nhồi khi mà giá nó test lại về đây, thì ở đây. Nhưng mà nhịp ngày hôm nay mình sẽ view nhịp sideways ra cái vùng lên 68-70 là vùng rất cứng để đánh long rồi, Philip để đánh long. Đây là chỉ canh long ở 68-70, khả năng cao sẽ không về cái vùng dưới này đâu. Thằng mây này nó sẽ kéo lên nhá, thằng mây nó kéo lên thì nó sẽ điều chỉnh về 68-70, thì cái vùng đó là vùng mình sẽ bắt long lên. Vài bài và phim mình sẽ đắp non. DG chờ von mới gia tăng được. BVC thì ôm anh em. BVC hôm trước chơi cái cận cùng này đẹp quá. Ôm lên đây nha. Ôm một phần đúng không? Cho chốt 50% rồi anh em. PVC chốt 50%, 12x đánh lên 15x rồi, được 30% rồi, 35% rồi. Ôm phần còn lại lên trên 17x, 18. Ôm một phần đánh sideways up. PLS target về 7781 anh em nhé. Lên đường cản chéo này, như vậy cái đường 75-76 có thể chốt 70% long ra nhé. Đây mình có một đường trên cản chéo này, về đây xong rồi nó sẽ điều chỉnh thì mình cũng quan sát là nó đỡ được cái vùng 72 không. Đây nhìn này mình sẽ quan sát nó đỡ được vùng này không. Đi sai web lên chốt dần là thế phí nữa. Đây là quá mua rồi. Thực ra là những cái nhịp mà đánh ở trong pha E ấy, thì rất khó để tìm kèo đúng không? Rất khó để tìm kèo long.
thì phải đánh ở những vùng Philip, những vùng hỗ trợ ở bên trên thôi, đúng không? Vượt đỉnh hỗ trợ thì đánh ở những nhịp đó thôi. Còn vùng đẹp, bắt đẹp là bắt ở QML đây rồi, cái NG đẹp nhất ở dưới này rồi. Còn đoạn này là chỉ hô lệnh thôi. Còn đánh tiếp diễn là mình sẽ phải đặt cược những vùng hỗ trợ cứng nhá, vùng Philip, những vùng SLR đó. Và target thì cứ lên vùng quá mua phân kỳ hoặc là quá mua mà có đỉnh cũ. Đây cái đỉnh cũ đây, có thể nó fail breakout ở đây thôi đúng không? Sau đó nó rơi xuống đỉnh cũ 74 75 thì cả cái vùng nó tóm lại vùng này mình cắt một nửa vị thế ra. Kể cả dù anh em bắt chen thì cũng cắt nửa vị thế ra. Một nửa phần còn lại mình sẽ cầm về 75 77 target min PLF max là 81 81 8x đấy, thì mình sẽ chốt hết. Sau đó mình sẽ chờ chỉnh và mình cover lại sau. Ai mà đánh theo thuật toán là như thế này nhé, đồng pha long 71 x thì 74 x anh em chốt full một lần cho em, chốt full 3 điểm chẳng hạn đúng không? Đó là cách chơi đầu tiên, là thật sự anh em chơi những nhịp đầu phiên là chốt full 3 điểm, khi nào giá nó hồi về mây, giá nó chỉnh về mây là một lệnh nữa, sau đó lại chốt, sau đó lúc cái lệnh đấy có thể quyền cầm cái L 3 điểm của quyền cầm thì đồng mây con thuật toán này đồng pha long là cũng được 3 điểm rồi. Trước rồi viên 30 có nhịp hồi nha, target thì hồi mắc của viên 30 lên đâu, viên 30 hồi mắc lên 79 thôi, quan sát viên 30 79 mới có cả cả không, ở đây có cả này, đây sau cao hơn này. Vậy ngày hôm qua cũng là một nhịp điều chỉnh về phiếu thôi. QML đây 66. Như vậy hiện tại mình vẫn có cái vùng long là vùng 68x 69x nhá. Vùng mình canh nhồi mình chỉ nhồi đấy thôi. Vùng canh chốt một nửa vì thế là vùng 73x.
Ok, xuất hiện một cây Doji. Như vậy đây là xuất hiện vùng cung nhá. Anh em thoát bớt rồi này. Doji King này. Ở đây mình có Inside 3, Inside 3 có Invalid ở đây. Như vậy là đánh trong biên này trước này nhá. Em có thể nhồi ở biên dưới thì Inside 3 này 70 chấm mít nhỉ. Lại đánh trong biên này ra. Nhồi nhồi ở đây nhá. Thuật toán của đấy, bài đánh của thuật toán của mình nhá. Long chốt full 3 điểm, sau đó thì chờ giá canh chỉnh về mây từ Genji này và đánh một lệnh Sky Top Lock dưới mây. Vâng, Genji bây giờ 68x, tí nữa nó sẽ co lên đúng không? Sẽ co lên nó điều chỉnh về đó, canh canh chỉnh thôi. À, có chứ, phải cẩn trọng hết. Thực ra cây này thì không hẳn là cây UU, không phải là một cây shooting, nhưng mà có áp lực bán ở trên anh em nhé, một áp lực bán ở trên rất mạnh. Cây này nhìn nhìn thế này thôi mà áp lực bán, nhưng mà cái speed nó không giảm mấy, nghĩa là lực đỡ ở dưới cũng rất khỏe mọi người nhé. Cái đoạn này là đi đây này, von khá to nhé, von thế là khá ổn trên M20 mà lực đạp xuống nó lên xuống có một cái lực nó đỡ đỡ lên nó. Nên là mình cầm một phần vị thế long không có sợ đâu, canh mà nhô thôi. Đoạn này này ta ghép vẫn hướng lên trên vùng 7781, không không sợ nhé. Nhìn chung là Inside 3 cụm này vẫn là cụm nhồi nhồi lệnh này. Thuật toán sẽ nhồi long ở vùng 6x nhé, 68, sorry, 68, 68, 69x thuật toán, canh nhồi long.
Sợ là không cho mình nhồi ấy chứ anh em ạ. Thị trường khỏe lắm, nhìn được bán xuống nhưng mà đỡ được, đỡ ổn luôn. HS vẫn là 77. Ta nhìn chung PLF von lục này, đúng không? Mô hình đẹp này. Break đỉnh này. Đoạn này không lý do gì mà mình không cầm thêm vị, cầm thêm lên trên này. Đừng chốt hết. Vòn vào này, giá chỉnh vòn nhỏ này, đúng không? Chỉnh vòn nhỏ. Rõ ràng đây là một nhịp, đây là con sóng sóng chủ, sóng đẩy này, đây là nhịp toái lui sóng hồi này, vòn nhỏ này, đúng không? Fibonacci này 0.5 này, đó. Có vòn to đẩy vào đánh tạo chốc này, đúng không? Tạo chốc, đây là tạo chốc rồi đó. Nhỏ này đưa hết giảm. Đoạn này là có phân kỳ nên nó sẽ đi sideways up thôi, khả năng cao tạo vùng bay đây. Cả là cây Doji King này. M15 vừa đóng upthird xong đúng không? Bây giờ đóng lính vượt qua cây này thì rất khỏe nha. Còn nếu như xuất hiện hai cây upthird thì mình sẽ canh chốt thêm. Hoàn ổn nhá. À em cho target rồi đó. Chốt bớt ở vùng 73, cái vùng vùng này nhá. Cái chốt thêm vùng 77 và 8x. Ở đây là vùng cầu, cầu rồi đây rồi đúng không? Đây vùng cầu đó. Về đây là nhồi thôi. Thuật toán đang NT nhồi đến tận 70 nhá. Mình ăn một nhịp đồng pha long 71 đến 74 x 3 điểm này. Rồi nhịp này mình sẽ chờ canh chỉnh nhồi tiếp vùng 70x, 71x. Nhìn chung là khó có điểm vào lắm anh em nhé. Đánh sideways up kiểu này là giá thì nó cứ đẩy lên tiếp và nó có thể nó không về cái entry của con thuật toán của mình, nhưng mà nó có đồng pha ở vùng 71.x rồi nhé mọi người nhé. Còn mình đã bắt long ở vùng 69x 70 rồi, việc còn lại việc bây giờ là mình cắt bớt vị thế lấy thuế phí và mình chờ nó vận động thêm để mình gia tăng thôi, hoặc mình chốt lời thêm ở trên vùng vùng kháng cự vùng đủ target PLF thôi. Ừ, vẫn chơi được nhá, M15 có upthird nữa thì vẫn chơi được bình thường. Chơi thì nó mình sẽ target ngắn thôi, lúc đó thì nhịp mình nhồi ở vùng 69x 70 mình vẫn target ngắn là trên vùng 72x 73x trước đúng không? Còn hiện tại vẫn đỡ khỏe nhá. Khỏe. Von vào này, von tiếp tục vào. Mình chờ nó vận động trong vùng này thôi. Von vào nhưng mà giá không tăng mấy thì cũng nên cẩn trọng, tại vì sao mình lại phải cắt bớt vị thế trên vùng cung này. Đỉnh cũ. Đây cả vùng đỉnh cũ rất rất nhiều thanh khoản nằm đây.
sáng thì ưu tiên đánh keo long đã đúng không, chiều thì chờ vận động quan sát dòng tiền xem có duy trì được không. Sáng mình chơi keo long khá đúng rồi. Điểm long từ ngày hôm qua lên được mười mấy điểm. Nhìn chung đối với cái đường key level nó dày như vậy thì nếu như có test về cái vùng mây này nó sẽ có những nhịp bật lên, có thể anh em chốt ngắn được nếu như có tín hiệu xấu lên đỏ tín hiệu xấu. Thường thường những cái đường đường nó dày và nó dốc như vậy là cái vùng hỗ trợ bên dưới rất mạnh nhá, rất khỏe nên là không 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 có sợ đoạn này lắm. Quan sát thêm cái outside đúng không, một cái outside tiếc là lấy này nó đóng không phải là Mazu thôi, tại vì vùng cung của bên này rất rất khỏe thì vẫn có câu chuyện của mình thôi. Ngay từ đầu phiên đó, ở đây là một vùng kháng cự mạnh đúng không, vùng kháng cự mạnh như vậy là giá nó sẽ có xu hướng nó test test lần một, test lần hai, test lần ba mà còn đáy cao hơn thì nó sẽ bung đây, thì mình đang chờ chờ đáy. Còn nếu như test không thành công thì nó sẽ điều chỉnh về vùng LP ở đây, mình sẽ canh long nhồi lên đó. Còn đoạn này mình vẫn cầm long 50% nhá. Nó sợ ổn nhá. Viên 30 thì target lên vùng đây, em target lên vùng 79 này, em target PLF lên vùng 79 viên 30 này. Đó, lên vùng 79 sẽ làm viên 30 lên vùng 79 là có cái gì đây nhá. Chia bảy mốt, chia bảy mốt, bóp lại, dạng bị nhìn chung là cứ kê sẵn cho em đi cái vùng 77 và 81 mình kê sẵn mong một chút đấy, 77 81 chốt 70%, 8x chốt hết. Trên thì mình sẽ cầm lên 7 7 7 8 1, chốt khoảng 70% nếu anh em có, sau đó mình hold phần nhé, hold theo mây thuật toán test lần thứ hai rồi.
có outside 3. Thanh khoản ổn đúng không? Thanh khoản tổng lớn hơn rồi. Thanh khoản của phái sinh gần Tết thấp đúng không? Ít ít người giao dịch, biến động không có nhiều. Nhìn chung là để mà big long thì em nghĩ chưa. Nhưng mà cái vùng vùng này thì vẫn view phá qua nhá, vùng 74 75 này vẫn view view phá qua đó. May yếu hơn, nhìn chung cái lực tăng ở đầu phiên nó đang giảm bớt nhỉ? Sức mạnh. Số 8 em chi 71.4. Em thấy nó lại test lần nữa này, còn đáy sau cao hơn này. Đó. Còn giảm cũng thấp đúng không? Còn mua này. Test lần nữa mà đóng Mazu lên là ổn đó. Đôi khi con thuật toán của mình đầu qua mà anh em đã chốt hết, có khi mít kèo bị long nữa chứ. Nó long sớm hôm qua, mình vẫn view vượt đến 7781 nữa.
Nhìn quen không? Cái kịch bản là quen không? Tép. Tức là nó giống cái cốc tay cầm ở trong cơ sở đúng không? Được tên là nó tép, nó kiểm định vùng cung và nó sẽ có đáy cao dần. Ghim vào, viết bài phải ghim vào, có vị video hướng dẫn phải ghim vào cho mọi người dễ tìm, bị trôi. Vâng, bây giờ em ổn. Đánh ngắn thì anh em chủ động chốt thôi, còn đánh chen thì cứ vùng 7 7 7 7 8 1 mới mới ấy anh em nhé. 7 7 8 1 cứ target BLF cho em, đánh chen mình target lên đấy, còn đánh scalp mình đánh ngắn hơn đúng không? 5 điểm thì mình cứ chủ động chốt thôi, chốt bớt và mình sẽ canh nhồi. Đoạn này vẫn chưa có vị thế mà nhồi đẹp đâu. Hiện tại đoạn này mình cùng chờ xem cái biên TR mới ở đây có phải là UT không. UT thì nó lại đánh xuống biên dưới đúng không? Xong rồi đẩy một nhịp lên, chiều phân phối trên này thì có u tá trên vùng 77, lúc đó mình canh sọt xuống được. Đó, hiện tại mình cứ target BLF lên trên vùng trên bên trên là 77 đến 81. Chưa sọt được. Chốt bớt long thôi. Phân kỳ à? Phân kỳ 15 đúng không? Phân kỳ mà thị trường khỏe thì nó đẩy phát một. Hiện tại NG có thể là nhồi ở vùng 72x được. Nhồi được 72x nhá. Nhồi 72 để top lot 70. Nhìn phân kỳ thì thôi, nhưng mà có một đây anh em thấy nó có inside đây này. Có cụm inside 3, outside 3 này này, outside 3 ở đây thì có vùng vùng cầu nó nằm ở đây. 73. Ở đây mình có một cây cây Mazu. Đây là đồng thuận xu hướng đúng không? Mình cùng xem đóng cây này vượt thằng này up tiếp. Đang có một cây inside nữa này. Như vậy là đang giằng co ở trong vùng này nhá. Rồi NG lên 72.x rồi này, cứ bò lên rồi đỡ rất khỏe nhé. Để mà ban phiên sáng ấy, để mà có những lệnh sọt nó đi dài đi đủ target biên khoảng 3 điểm để mình có điểm mình chốt, có biên mình chốt lời ấy, thì rất là khó em. Đi sideways up kiểu này nó chỉ chỉnh khoảng 1-2 điểm thôi, nên là hạn chế mình đánh sọt, hạn chế sọt, chỉ canh chốt bớt long chứ hạn chế sọt. Đi biên nó không đủ để cho anh em chốt lời đâu. Khi nào mà mình đánh đủ, mình xác nhận cái biên nó đủ, cái biên độ sóng nó đủ để mình chốt lời ấy. Sóng như thế này thì cái biên độ sóng chính là cái vùng này, này. À, ví dụ nó chạy 5 điểm à, thì biên độ sóng
tăng là 5. Giáo chỉnh thì mình lấy 2,5 điểm thôi đúng không? Biên độ tăng tiếp mình tăng lên 5 từ đáy. Đấy là có biên độ sóng nhé. Đi xe voi từ sáng được có 5 điểm, 4 điểm. Hà Đô hôm nay tím không? Có giá 3,32 đó, đầu phiên. Hôm nay bảo em mua gia tăng phần phần đã mua ngày hôm trước đã chốt đây rồi, hôm nay mua cover lại. Ngày hôm qua nhìn thì có vẻ là cái cạn cung. Nhưng mà ngày hôm nay phải đóng được lên trên cái thằng này. Phải đóng trên thằng này thì rất đẹp thì mình sẽ hold dài con Hà Đô này. Sẽ hold lên trên cây đây, trên cây Doji này. Gia tăng ở đây hôm trước mình mua bắt ở dưới rồi. Đấy, gia tăng thêm 30% phần đã chốt. Nó con Ado này đánh rất vất vả hơn con PVC này. Đang gặp một cung mạnh trên này. Đây là gì? OB tiếp diễn thì thôi, OB tiếp diễn. Đang gặp cung mạnh ở đây. À, như vậy là có BS giảm, như vậy giá sẽ ở đây tạo cái up thớt ở đây nhé. Tạo up thớt ở đây. Chốt 70% scalp rồi đúng không? Vậy là mình sẽ canh bắt ở vùng này. À, thuật toán thì có entry đó. Vậy đoạn này mình sẽ đánh đi sideway trong biên TR này nhá. Khả năng cao ở đây là có UT rồi. Cái biên TR nhỏ ở đây. BC này. Hôm nay có con HDG thôi anh em. Inside 3 mà có chốc này. Như vậy mình sẽ đánh lên biên 74-75 thôi. Chắc lại nhồi nhá. Rồi thuật toán này. Thuật toán anh em đã chốt full 3 điện thì có thể nhồi vào vùng này, cắt lỗ 69 cho thuật toán đúng không? Entry 71-72. Sai 3 sau đó lại dập xuống. Như vậy là tất cả những cái lệnh nhồi lên trên vùng 74-75 mình phải thoát bớt, cắt bớt vị thế ra nhé. Đánh ngắn thôi. Và anh em cầm hầu chen cũng thoát bớt vị thế đấy cho em nhé. Có IC3 mà đánh gập xuống là cái vùng cản bên trên rất khỏe nhé. Quasimodo ở đây có chốc. Quasimodo ở trên 74X nhá. Cây 3 điểm phun. Em mua cho mọi người mua gia tăng ra thì
chưa có phím bảo không chat, báo mọi người trong cộng đồng thôi. Tại vì hôm trước là mình mua con này được ăn 10% rồi, chốt 50% rồi. Ở ngày hôm nay mua gia tăng 3% thôi. Mua ở cái vùng giá bán sáng 32. Chuyển lên đỏ. Chuyển lên đỏ thì lên giá xanh là đóng tốt. Dùng tăng yếu hơn rồi. Nhưng mà đây rõ ràng là vùng này rất khỏe ha. Từ 15. Cái vùng nhồi của dung scalp của mình vẫn là nhồi biên dưới anh em nhé. Scalp. Ở đây có BS qua như vậy, đây có qua si mua đồ 74 qua si, ở đây có chốc BOS tiếp, đây chốc, đây qua si trên này, như vậy mình sẽ đánh hồi lên 74 trước đã, rồi một cây von to giá không giảm mấy, có lực đỡ ở đây. Như vậy bây giờ mình cần đóng một cây ma dù ở đây thì giá nó sẽ quay trở lại nhá. Đóng một cây ma dù đây sẽ có cụm đến đảo chiều đúng không? Thuật toán đi chứ, cứ chủ động nhá. Các cái lệnh nhồi mà xuất hiện những cụm đến đỏ chẳng hạn thì mình sẽ đánh khoảng 2 đến 3 điểm, mình có thể các lệnh nhồi mình có thể cắt một lượng được, xong mình dịch SL trên mây chặn lãi. Còn lệnh chen từ, giả sử mình có các lệnh long từ 60 hoặc là đồng pha 71 đầu phiên sáng thì mình có thể là cài SL chặn lãi theo mây nhé. Vậy là mình có một cái thằng đây, thằng cung cung thành cầu nó đang chặn lại đây. Còn mở ba. Xuống server ring thì càng đẹp.
Sáng mà để ý là có một kèo đồng pha chơi, sẵn sàng là chơi những kèo đó 71 đến 74 là đánh full 74, 75 là full 3 điểm, mà có một kèo luôn rồi phải chú ý kèo đó đồng pha là chơi luôn, đồng pha chơi mà để là xong rồi full 3 điểm chốt luôn được, xong rồi chờ cái mây đánh kèo mới. Không không, lúc nào mình tính đánh kèo đồng pha cũng SL3 điểm thôi, lúc đó thì mây nó xa rồi đúng không, em vào cho anh xong SL3 điểm xong chốt full. Thường thường những kèo đồng pha nó sẽ đẩy lên tiếp, đồng pha sẽ đẩy lên tiếp khoảng vài điểm nữa. Thế thì tại sao mình có một kèo là SL3 điểm và cả SL dưới mấy là đồng pha vào SL3 điểm. Ở đây có chốc giảm rồi đúng không? Thì ở đây có QML rồi. QML thì đánh những nhịp mà đánh hồ nhồi, anh em an toàn có lại cắt bớt ở trên vùng 74. Trên vùng này. 74 75x. VLF đây là chỉ là một nhịp chỉnh anh em nhé, tạm thời đây là một nhịp chỉnh, chưa thấy von nổ, von sọt nổ đúng không, tạm thời mình đây là một cái nhịp sóng chỉnh đã. Rồi giá đang tạo vùng giá đi ngang, tạo vùng bay và mình vẫn view là một nhịp, em hiện tại vẫn view một nhịp tái tích lũy đây nhá, tái tích lũy. Khi nào xuất hiện von sọt to thì có BF gãy tiếp thì lúc đó mình mới view là ngay trên này nó điều chỉnh xuống, hiện tại em view tái tích lũy đây UT. Vẫn đỡ được IMA 10-15 đúng không? Vẫn ổn nhé. Có điều là cây vol này là cây speed này khá dài này. Tạm thời vẫn ổn cho kèo long của mình thôi. VPC bán ngược. Drop bay drop hả?
Nằm ngang rồi, mây nằm ngang. Mây nằm ngang có nến đỏ không đẹp nữa. Gà xanh chốt được. Các cái lệnh nhồi tại vùng biên dưới 6970 x đó, vùng biên dưới anh em để là 68 nhé. Các lệnh nhồi khi đã chốt vùng 75 70% rồi đúng không, em có thể chốt đó, em khớp khớp tại vùng cầu này được. Inside 3 đây là cả vùng cầu này, vùng này thì để là 68 nhé, để dưới vùng Philip này một chút này đó, nhưng phải chốt ở đây 75 70% đúng không, thì mình nhồi được ở đây cho em nhé. Rồi vùng này ở đây có bin 3 nhưng cần một cây xác nhận, một cây mazu đóng đóng lên trên vùng 72 là đẹp nhé. Thì mình view ở đây là spring, đang tạm thời view là spring đây nhé. Nếu như đây là spring, von to thì nó test một lần, von nhỏ thì không test, vượt được đây tạo trọng thì mình có thể mình long 72x lên trên vùng này, nó đánh theo kịch bản này. Còn nếu như không phải spring mà nó thủng thằng này von to
chưa chạm SL của mình mà nó hồi lên trên này thì mình sẽ đóng, sẽ đóng dương nhé. Thủ của này thì mình sẽ là cho hồi lên đây, mình sẽ đóng dương lại nó và mình sẽ chạy nó lại nhồi. Thuật toán đi ngang không còn đẹp nữa, là không, những đoạn này thì không nhồi nữa, không đồng pha nữa, chờ dương là chạy thôi. Em một đang cho một nhịp điều chỉnh nhé, có vùng cầu là vùng 69-70 khỏe. 71x thì có cây rút chân, có cây doji là mình có thể chơi luôn bắt spring đây, thì bắt buộc phải tạo chốc trên này nhé, vừa từ thằng này thì xác nhận. Sau đó mình quan sát volume, volume tăng đúng không thì là có spring, còn không là nhiều nhiều tự chỉnh. Chứ đạp đạp vào to mà thủng cái thằng inside bar này, thủng cả vùng Philip này thì về lắp ráp. Cái bạt mình vẫn view đây spring trước đã nhé. Giá đang đóng dưới IMA 10 15 và đang test. Test không thành công mà một cây von to thì mình sẽ đánh đi sideways trên vùng 72 72 69. Hiện tại tạo hai đỉnh đây mà test từ vùng này. Hiện tại đang tạo hai đỉnh đây nhá. Đây không vượt mình sẽ đánh ngắn thôi. Đây là đường đường deadline đúng không? M20 thằng này cũng là thằng hỗ trợ.
chuyển máy đỏ thì sao sao? Đoạn này hơi nhì nhằng đúng không? Hơi nhì nhằng. Kiên định thôi anh em ơi. Đánh phải bình tĩnh. Mình view sovereign thì mình bắt buộc phải chờ tạo chốc nhé. Tạo chốc vườn 73.4 là ok. Von to vào là đẹp. Mình sẽ đánh lên bên trên vượt vượt thằng 76, vượt thằng 75x thì có SOS quan sát volume. Thì lên trên vùng các lệnh nhồi lên trên vùng 74 75 anh em an toàn, có thể cắt một lửa cũng được, còn không thì chờ xác nhận vượt vượt thì mình sẽ hầu dài mình nhồi thêm, có SOS mình nhồi thêm. Đánh sân cát thì mình cứ khoảng 3 đến 5 điểm chốt cũng được, còn đánh chen cầm dài thì mình còn lại bát sáng rồi, có thể chờ chờ vùng 8x nếu như mà vượt 76 con to nhá thì cầm lên 8x. Các lệnh nhồi mình 71x thì em có thể chốt bớt vị thế ở trên vùng 74-75 nếu như xuất hiện một cung mạnh mà không vượt được, von yếu hơn đúng không? Von vào đoạn này là hả? Chốt à? Đóng rồi á? Von đang vào này. Ok, xong sao? Cho dựng được canh lại cho anh 72 chữ. 72.1 SL70 SL70 nữa vào luôn những nhịp. Chưa gì ông em là chốt của mình. Để đoạn này ông vào cái sầu ring đánh lên 74-75 có SOS ở đây nữa thì đẹp này, đánh lên 8x của mình nhồi lại đánh lên 8x. Thuật toán nhồi thì anh em có thể vòng thứ hai em có thể chút bớt vị thế ở trên vùng biên trên được. View Sovereign đoạn này ngon quá rồi anh em. Chờ lên đóng qua hay không thôi. Quan sát cơ sở này. Rồi nếu như break 76 thì mình sẽ đếm biên nhé. Mình sẽ target lên trên vùng 81.
và target max lên trên vùng 85 nhé, 81, 85 để 80. Như vậy là an toàn thì vẫn cái vùng bên trên vùng 75, vùng 75 này có thể cắt một lửa thuật toán nhé, một lửa mình sẽ hold theo trend. Ai đánh an toàn thì có thể cắt một lửa quanh 75. Chốt 7119 à. Nếu chốt rồi thì mình có thể mình long lại cái biên dưới thôi, vùng 72.x thôi, để SL70. Còn chốt rồi thì chờ chờ xem chờ cái đoạn này nó vượt được thằng 775 không, con to không. Vượt 75 con to thì quan sát cơ sở thì lúc đó có thể long tại LVS ở trên vùng 74x 75. Đây, và cái để SL2 điểm rồi. Đánh ngắn thì mình sẽ chốt 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 vùng biên này mình chờ chốt bớt, còn chen cố gắng mình cầm mình chờ vượt 76 con vào hay không, đúng không, thì target đến 81 85 nhé. Nói chung là anh em mình đánh cái đoạn Tết này nó có thanh khoản nó cũng thấp, mình đánh an toàn vài nhịp, mỗi nhịp khoảng 3 đến 4 điểm cũng được, 5 điểm cũng được cho full. Thế có hai vòng là có được 6 đến 8 10 điểm buổi sáng rồi thì mình sẽ chờ nó xác nhận mô hình, xác nhận mô hình. Sau đó thì mình chơi một lệnh dài ở cuối phiên cũng được, mà cuối phiên mà kéo xả thì mình nghỉ luôn. Như ngày hôm qua cuối phiên kéo xả nghỉ luôn. Mặc dù có một cái setup ở đây nhưng mà sau này mình cũng có đánh một setup tiếp long đây thì chốt 63 với cả 65 đúng không? 62, 65 này. Và sọt về đây xuống. Đó là mình cần chờ thôi. Ở đây mình có QML và vùng 72. Vùng 72 mình có thể mình chơi một lệnh long 72 cắt lỗ thủng đáy 71 thôi. Mỗi cái điểm này thôi. Điểm này giữ được. À, còn không thì đoạn này nó test. Test QML trên này nó lại đánh xuống. Vậy hiện tại nó có QML có MPL ở đây. Anh em nhìn thấy MPL ở đây không? Đây là MPL này. Đó tại sao mình phải chốt ở đây, chốt được mà anh em hoàn toàn có thể chốt ở đây. Có MPL này anh em. Đó thì ở đây đội sọt nó setup được một đội sọt ở đây này. Setup hoàn toàn có thể setup sọt đây và start off ngay trên đỉnh này thôi. Có MPL ở đó. Nên là mình sẽ chốt bớt vị thế long ở đây, chốt bớt long ở đây. Tại vì ở đây nó có những điều chỉnh, không biết là có đảo chiều xuống hay không hay là điều chỉnh. Nên mình an toàn mình chốt một nửa scalp ở đây được nhá. Một nửa mình sẽ hold lên 81 85. Có biến thì mình sẽ chạy sau. Hiện tại con M5 này đóng Mazu này, như vậy thì về vùng này anh em auto một lệnh long ở đây rồi đúng không, long tiếp ở đây start loss ở dưới đây, sợ không về, sợ chỉ về đây thôi đó. Còn đoạn ở bên trên này có MPL trên này của đội long thì mình cũng của đội sọt thì mình cũng chốt bớt 75 đúng không. Còn đóng lại theo mây phần còn lại này, các cái phần nhồi chốt 75 bớt ra, tại vì cái này nó chưa con này hết đồng pha rồi đó, trả lại theo mây à. Rồi mình cứ đeo đeo như vậy mình chắc bài là buổi sáng nhá, buổi sáng mình lo một lệnh đồng pha kể cả thuật toán nhá. Mình ăn full 3 điểm, anh em cứ để full 3 điểm, sau đó mình chơi tiếp một lệnh 72 lên 75 chẳng hạn. Là lại có 3 điểm, là có 6 điểm rồi, anh em tích 6 điểm cho con thuật toán. Và chờ một kèo rõ ràng đồng pha tiếp, giả sử tí nữa nó đồng pha, sau nó chỉnh về mây mà cái đường đường key level nó dốc lên thế này. Tiền vào thì mình canh một nhịp tiếp theo thì mình sẽ hold cho chen dài. Còn nhịp này ăn được full 6 điểm rồi thì mình sẽ chờ thêm. Chờ thêm một đánh tiếp tục đồng pha, nó chỉnh về mây thì mới đánh đồng pha nhé, 72x. Thằng này cùng đồng pha lên trên không thì mình đánh một nhịp, lúc đấy mình hold dài hơn, đấy là cho thuật toán đó. Còn tính nữa nó đánh gập xuống thì mình chờ đồng pha sọt, mình chơi một lệnh đúng không? Tại full 6 điểm buổi sáng cho con thuật toán này rồi, đánh khéo là được 6 điểm đó, thành hai vòng
còn trên target VLF của mình chờ vol thôi, chờ vol vào tiếp là mình sẽ target lên 18185, chờ vào cơ sở. Một cung đang test cung mạnh chốt đây rồi, trong đây có Quasimodo và MPL ở đây. Như vậy con M5 mình hoàn toàn có thể setup một lệnh ở đây nhé, long tại Quasimodo 72 này, cắt lỗ 71 này, 70.8. Đoạn này hơi co giật, đánh mấy phiên này hơi khó, hôm qua vậy đúng không, hôm qua cứ nhùng nhằng mãi ở đây xong mới rơi buổi chiều. Đang sọt 75. Sọt 75 để stop loss ngay ở trên đây thôi, 5.8 thôi. Có phím gạch đâu mà gạch tím. Mười ba trăm chín ăn được hai like cũng không bằng Hà Đô, không bằng Hà Đô phím 32 nhu thêm 326 không còn khỏe hơn. Von vào, von vào, cùng mạnh lắm, mày ăn được 10%, 20%. Ồ, nhìn chung gách, ồ. Ngày mai mà đóng lên trên này đảm bảo nó chạy, xem đóng lên được lên trên không. Kêu xịt xịt là tội chém gió anh em ạ, chẳng xem hiểu đồ, chẳng xem gì cũng chém gió, chém gió vào.
Không, cái đoạn này em chờ hẳn cái QML dưới này đẹp hơn này. Tất cả vùng này có thể chơi được. Cược cược spring rồi thì phải chơi được vùng này. Cả vùng này chơi được nhá. Fibonacci 0.618 này, vùng Philip này 0.5 này. Vùng này chơi được nhé. 71 72 to nó chỉ cần tụt 71 thôi. Tụt 71 thì không còn cấu trúc đấy nữa rồi, đúng không? Chơi được. Không còn đồng pha nữa, còn đồng pha thì cho chơi ngay, không còn đồng pha nữa thì thôi chỉ giữ thôi. SN71 chặn lại chen thôi, vào luôn đầy được SN71. Không còn đồng pha anh em đừng nhồi nhá. Đánh an toàn. Cái kèo long nó thuật toán của mình đánh vòng mới vòng tiếp ở đây, còn đoạn này SL chặn lại theo mây xong đứng ngoài thôi. Không còn đồng pha nữa thì mình không nhồi, còn khi nào đồng pha mình mới nhồi nhá. Còn đi giá đi xa mây rồi thì hạn chế chơi nhồi đấy. Cho nó thuật toán, mình thì chốt lời trên vùng 75 đúng không? Thuật toán chờ đồng pha sọt thì mình sọt nhá, còn đồng pha long thì phải đồng pha lên, sau đó thì độ dốc nó hướng lên như thế này thì lúc đó mình sẽ nhồi lại ở trên vùng ngoài sau. Đó, nhồi lại ở trên cái đoạn này này. Đoạn này mình sẽ an toàn, sẽ không nhồi ở đây, đi xa mây rồi. Còn lại chặn lại SL theo mây là vùng 71 này nhá. 71 chặn lại theo mây. Đây là con thuật toán đấy nhá. Anh em nhồi IMA 10M5 thì chờ giá vượt thằng này thôi này, chờ vượt thằng này vượt 74 đây qua VC của đô của MPL chiều nay cũng nhồi. Thanh khoản ngày hôm nay ổn đúng không? Thanh khoản tốt. Đoạn này có phân kỳ, vấn đề là có phân kỳ M5. Đóng Mazu nhưng có phân kỳ, có MPL M1 nên là mình chốt bớt vị thế 75 là đẹp rồi. Và mình chờ thôi, ra phân kỳ cái đoạn này nó bẻ gãy thì mình phải bẻ gãy được cơ. Tăng ZI là phải tăng vượt thằng thằng 68 này cơ. Nhìn chung cái đoạn này là sóng chỉnh con nhỏ hơn. Đo Fibo vẫn bắt được anh em nhé. Cái vùng vùng 7 72x nó vẫn chơi được. Chơi được để top loss dưới thằng này thôi, top loss dưới 71 thôi. Về Fibonacci, về vùng cầu này, về vùng cung đúng không, cây doji này, à cây uptrend này,
sau đó thì có Mazu đúng không, thì vùng cung thành vùng cầu đoạn này long được IMA 10 thôi. Thì để SL dưới thằng 71 anh em nhé, đây thằng này, này SL dưới này thôi, stop loss để dưới thằng này. Mình đánh thuật toán thì mình tuân thủ ý hệt theo nó, có nghĩa gì đồng pha thì mình mới chơi lại, còn không đồng pha mình không nhồi, đấy là riêng đánh nguyên tắc con thuật toán. Còn cái chen của nó thì vẫn phải là hold chen long anh em nhé, hold chen long mà chặn lãi đây, giả sử anh em chốt một lửa đây là phải hold phần còn lại và chặn lãi ở dưới này đó. Nguyên tắc, còn nguyên tắc nhồi khi nó đồng pha, còn mình đánh theo variation hay đánh theo thì đánh theo không chắc, mình vẫn hoàn toàn mình có thể đánh được những điểm đó ấy. Đây này, còn thuật toán là mình đánh theo đúng cái dung thuật toán này, anh em cứ tuân thủ theo nó thôi. Kính phở ở trên Zoom mình đánh khá hay đó, chi nhánh Bình, chi nhánh ở trong Sài Gòn nha anh em, Bình Thạnh ra Tết, anh em mà có muốn gửi tài khoản cho chi nhánh đó thì mọi người có thể gửi đánh đi lãnh hộ thôi, chi nhánh Sài Gòn Bình Thạnh nhé, ra Tết chi nhánh đó. Nhìn chung là phân tích đánh chi nhánh đó thì đang phân tích là kéo sáng và giữ ở đây và chiều điều chỉnh của mình thì mình chờ xác nhận. Nhìn chung là mình chốt bớt ở đây và mình chờ xác nhận. Xác nhận gãy thằng này còn to thì mình đánh sọt xuống, đúng không? Thuật toán sọt xuống sau. Ở đây có chốc giảm rồi, có con to rồi, như vậy là mình sẽ lên trên vùng 73x, mình sẽ đọc thêm thuật toán thì không có nhồi nữa nhá, thuật toán thì chặn lại theo mây thôi. Nên nó không đẹp nữa rồi, BOS giảm rồi. Đây là MPL ở đây này, thằng thủ thằng này con to thì chạy ngay xuống đây, xuống vùng này này sẽ có hồ thôi, thì cả xuống đây có hồ thôi, cùng lên đây thì mình sẽ chốt bớt thêm non sao. Chơi được đúng rồi, em sẽ công khai lịch sử đi lệnh với cả cái phong cách nhé. Thực ra phong cách đánh thì cũng không phải công khai được, nhưng lịch sử đi lệnh của chi nhánh đó và anh em là follow theo thì follow thôi. Hà Nội cũng có rồi, Hà Nội khá ổn. Hiện tại ở đây mình có vẫn có cái vùng QML ở đây anh em này, có quasi này, có QML ở đây này. Vẫn
có thể nhồi lon ở đây, nhưng mà top lót những lệnh nhồi là chỉ cần để ngắn thôi, anh em để ngắn dưới đây thôi, anh em hoàn toàn có thể chơi tiếp nhá. Vòng tiếp theo dính thì đứng ngoài đúng không? Nhồi thì tăng F1 mình chỉ lên đây thôi, đi sideways trong vùng này thôi. Cung mạnh còn to đây, chắc là lên trong vùng này em sẽ chơi một lý xỏ xuống. Toán chuyển máy đỏ rồi đúng không? Thuật toán chờ đồng pha mới sọt đúng nhá. Đồng pha thì mới sọt. Thuật toán như vậy là chen chen thuật toán sẽ chốt hết nhá. Chen long của thuật toán sẽ chốt hết ở vùng vùng này đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Sẽ phụ trách phân tích đánh đấm nhé. Thằng này chuyển máy đỏ rồi, mình đóng vào 72 chấm mic cho toàn bộ cái channel đúng không? Và nếu như anh em muốn sọt và chờ đồng pha lại anh em nhé, mây vẫn đang nằm ngang nên là cái lệnh sọt này chưa có đẹp đâu, hoàn toàn có thể nó kéo xả đi sideways trong vùng này nên là cẩn trọng, nên chưa đừng 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 sọt đuổi, đừng sọt vội, chờ đồng pha đã. Chờ đồng pha này sọt thì ăn full 3 điểm một nhịp nhé. Đang vùng hỗ trợ rồi, hỗ trợ nhưng mà thủng thằng đáy này rồi nên là mình sẽ đánh ngắn lên trên vùng cung này. Đoạn này có MPL ở đây đẹp. Đóng là đóng 72.x, cô cho mây đỏ là đóng luôn, hiểu không? Đóng luôn, hiểu không? Không còn kéo lon nữa. Có nghĩa là cái một cái channel của mình ở dưới từ 6x là đóng hết, khi nào chuyển máy đỏ là đóng hết, là chốt hết, kể cả là các lệnh nhồi này nhá là đóng. Còn đoạn này không đồng pha không nhồi, lệnh cũ là đóng ở trên 75, không không để 3 điểm. Nhịp trùng xuống PLF thì hiện tại xuất hiện cái con nhịp chỉnh nha anh em nhé. Em sẽ chờ lên vùng sọt 73, con thuật toán này sẽ chờ canh canh đồng pha mình sẽ sọt nhá. Xuất hiện PLF này sẽ có nhịp điều chỉnh, như điều chỉnh này sẽ xuất hiện và cái target là nhịp điều chỉnh là vùng 62, 62 là vùng lốc gáp. Như vậy là mình có cái vùng sọt ở vùng 73, 75, mình sẽ đánh một nhịp lên đó lấy điểm đã, chưa vội sọt đuổi nha anh em nhé.
72X, 73. Đồng pha thì nếu đồng pha gần mây thì sọt. Sọt 72X, 73 đây. Stop ở trên mây đây một chút này. Trên đây tại vì sao? Mây nằm ngang, nhiều khả năng nó còn quét ở trên vùng 74 thì để 74.8 này, 72X này. Đó, và chờ đồng pha nhá. Chờ đồng pha sọt luôn, gần mây thì sọt luôn được. À quên đâu, vừa tắt mic. Chờ đồng pha thì sọt luôn được nhá. Nếu giá gần mây và S ở trên mây, full 3 điểm chốt một nhịp. Còn đoạn này thì em đang cho đánh một nhịp hồi đã. Hồi lên đây. Không mạnh thì đóng. Đồng pha sọt 71x 72 F là 738. Rồi. Toán sọt đồng pha chuẩn, bây giờ mới chuẩn bị đồng pha thôi. Hỏi dạy bao nhiêu rồi còn hỏi, trời đất ạ. Đây đồng pha rồi thầy, 71x vừa báo đó. Có nhịp điều chỉnh nhá. Về lớp gấp 62. Cứ target 3 điểm trước full nhá. Cái nhịp này nó quét ở đây rồi, giật lên khớp để ở 73.8 ở trên này, như vậy là mình sẽ đánh về lớp gáp ở dưới này. Về là em xác định con sọt có nhịp điều chỉnh nhá. Có anh ơi, có một cái con sọt cao hơn và có nhịp điều chỉnh nhé, điều chỉnh biên min về 62.x mắc về vùng 58. Nhưng này xuất hiện von sọt nó có BOS giảm tiếp, có BOS qua thằng này không phải spring nữa rồi đúng không? Có von to thì có LVS. Như vậy là có sideways lead, như vậy là ở đây hoàn toàn có thể giá nó test ở trên trên thằng này, hoặc là có thể yếu thì nó chỉ test đến đây thôi và nó rơi xuống. Đó, và thuật toán đồng pha sọt rồi nên mình sọt luôn 71x. Không nhồi thì không nhồi lòng mình nữa, đánh sọt nhé. Lòng mình chốt bớt lên nhồi mình sọt lại 71x. Và tôi toán với 3 điểm chốt full thôi. Slot để ngay trên này thôi, 3.8. Nằm khư thế. Thấy em chi đẹp là 72 đúng không? Em chi đẹp tăng lên là 72 này. L 73.8. Nhìn chung là nhịp điều chỉnh. Vậy là em.
Như vậy là mình có một vùng là VSI là vùng 73x, như 73x đây, 73x ở đây, còn OB nó nằm trên này. Như vậy là có thể là, thứ nhất là cũng có thể nó sẽ đánh về về vùng OB trên này, có Quasimodo, đây Quasimodo ở đây đó, 73. Cũng có thể là nó chỉ test lại được cái thằng Philip ở đây thôi, 71.x thôi. Nó yếu thì nó chỉ test 71, 71.x, còn khỏe nó sẽ test được 73 đó, hoàn toàn nhé. Có rất nhiều vùng LV y ở đây. Target của mình thì cái nhịp này thì target 1 thì vẫn chỉ là về vùng 68.x thôi nhé. Thì 68.x là cũng là vùng vùng cầu. Như vậy thằng 68.x mình sẽ chốt full thuật toán một vòng. Sau đó thì vòng thứ hai thì mình sẽ lấy lại vị thế khi nó về vùng key level của mình, thì lúc đó mình chặn lại theo mây mình mới hold được anh em nhé. 71.72. Mình thành nói thẳng luôn. Thằng này có chốc, thằng Vin 30 có Quasimodo vùng M3 này. Quasi đây này. Đánh quay neo ở đây thôi. Vậy thằng này mình đánh ngắn thôi. M3 đang về vùng cầu đúng không? Về 70 này, có cái inside 3 này anh em. Có nhịp hồi, như vậy thì M3 mình có Quasimodo ở đây. Mình có vùng kháng cự nằm đây. Hiện tại thằng này nó đang cho mình một cái cấu trúc. Cụm này mình sẽ quan sát cụm lớn này nhá, cụm lớn này là cụm lớn đảo chiều đó, quan sát nhé. M5 ra đóng dưới M10, như vậy là vẫn có thể có những lệnh lệnh sọt xuống, nhưng mà chỉ target ngắn trước thôi đã. Mình sẽ cover dần. Đường mây, cái đường mây này thằng đi ngang đúng không, lực sọt không khỏe, mà cái đường key level nó đang ở trên vùng 64 rồi. Thường thì cái này mình sẽ để ở trên cái thằng đi cũ, rất có thể
Đây không phải Spring nữa rồi nha anh em nhá. Đây test có MPL QML đây. Target 168x, target 264x và lớp gap vùng 62 PLS. Target cho cái quên đấy, không chưa nói ở trong zoom và dài hạn. Đoạn này con HDG một cái điểm yếu nó là nó bị gãy thằng này rồi, gãy thằng Mazu này nhưng mà chưa gãy được thằng này. Đây là vùng Philip, vùng Philip là vùng cầu nha anh em nhé, có hai đáy nên là thực ra thì nếu đánh ngắn thì được hai điểm, hai điểm thì nó ít quá đúng không, nó ngắn quá nên là mình không chốt. Nhưng mà đây rõ ràng là vùng cầu rồi, đây vùng Philip mà sáng mình cho bắt một lệnh long là 69 đó. Đó thì khả năng cao nó sẽ đi sideways quanh vòng ngoài thôi. Đoạn này mây NT ở mây có SL có hơn một điểm nên là anh em có thể chốt hai điểm full cũng được, xong lên lại chơi đó. Cái nhịp này SL mây có hơn một điểm, em có thể chốt hai điểm full này. Nhôm short 71.x, SL 73.8 hai điểm. Đây là cách đánh cái đoạn mây mỏng này nhá. Thì nó sẽ sóng nó không chạy được 3 điểm đâu, tại vì cái SL mây nó rất ngắn. Cái điểm SL có chưa đến một điểm, hơn một điểm một chút đúng không? Và bây giờ nó sụt xuống vùng 72.73 này. Short 71.x, SL có vùng 72.8, hơn một điểm gần hai điểm. Thì mình chỉ đánh hai điểm full thôi. Thì vòng sau mình hâu dài. Tại vì mây đang đi ngang. Mây đi ngang thì lực không có khỏe. Mây cái đường e level mình đi dốc xuống thì lực giọt mới khỏe. Thì đó mình chốt được 3 điểm full. Một vòng
những cái đường mây mỏng đi ngang này mình sẽ chốt full kiểu như vậy sẽ an toàn hơn. N bây giờ là 72.8 nhé. Nên để hẳn 3 đi. Cái thằng chen volume nó cũng chưa được khỏe lắm đúng không? Nếu như nó không còn được pha nữa thì mình không nhồi nữa nhá. Nó đang chuẩn bị lên trên không. Cái chen sau này nó không mạnh, nó chỉ điều chỉnh. Nó tạo cái phân kỳ hai đáy phân kỳ dương con M1 đó, nó có vùng Philips là 69X đấy, nó đang đỡ được vùng đó. Scalp mình có thể đánh ngắn, mình chốt bớt vị thế vùng đó cũng được anh em. Cũng có thể đây là một nhịp xe của nhịp lịch ở trong pha B, chiều nó mới tạo ung tắc ở trên vùng 77, cũng có thể nhá, hoàn toàn có khả năng đó. Nên là nếu như mà nó có chấp, nó có con vào nó mới xanh, mình có thể đánh non ở trên đó. Nhưng mà nhịp đó là trả đầu pha, nhịp này mình vẫn đánh sọt ở cái vùng nhồi là vùng 77 đây này, 77.6, 77.7 này. Stop mình chỉ cần để trên này thôi, 72.8 thì có thể dịch lên 73 cho dự toán nhé. Nó có hơn một điểm vòng mới, mây đi ngang nên là nó cũng không khỏe. Giờ được kia level nó dốc xuống nữa. Thì mình cũng kê chốt SL ngắn thì mình kê ngắn full 2 điểm một vòng, vòng đầu vòng sau thì mình có thể giữ dài được, thủng đáy thì mình giữ dài khoảng 5 điểm 7 điểm hoặc là xa hơn thì vùng gap mình sẽ phân tích BLS về vùng bằng 62 gap chẳng hạn. Nhưng vùng 64 mình có một được cái level ở đây thì mình kê chốt ở đây, được chốt full ở vùng 65x đây này. Đó, gap ngày hôm nay thôi, 65x kê chốt full ở đây. Vào ngày 71 chưa chốt được, ừ thì thôi 71 thì cái ở bên trên nhé. L7, 728, 73 đó.
đang sọt anh ơi, đang sọt nhưng mà cái vị thế mới không được đẹp nữa, thằng chen volume nó đang muốn bẻ lên trên không rồi. Đó. Cái nhịp đầu tiên mình sọt ở đây nó cũng chạy chỉ có được 2 điểm thôi. Nhịp này nhịp chỉnh mà nó đang gặp vùng cầu là vùng 61.9 vùng Philip đó. Buổi sáng mình bắt một lệnh long ở 69.x ạ. Nó đang đỡ được vùng này và nó vẫn chưa có chốc tăng, nhưng hiện tại đến được thằng chen volume mà nó không còn khỏe nữa rồi đúng không? Thì nó đang muốn cho một cái nhịp hồi lên, mình cẩn trọng một cái SL ngắn thôi. Đó, SL ngắn thôi. Trên mây này thôi. Thêm một điểm. Hoàn toàn có thể sọt ở đây được theo mây, vẫn còn đồng pha nhá, vẫn còn đồng pha thì vẫn chơi được. Còn không đồng pha nữa thì mình phải chốt dương anh em nhá. Không đồng pha nữa thì có thể anh em chốt dương và đứng ngoài. Lưu ý là có nhịp 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 chỉnh của PLF nhưng hoàn toàn nó có thể đánh lên RPSI test ở trên biên trên nhé, hoàn toàn có thể test lên 73.x RPSI ở trên đó. Hiện tại mình vẫn có kèo là sọt 71.x anh em. Thực ra cài thì cài được, em cho vào thì vào được nhưng mà nó đỡ rối mắt, để trên này thôi, để này cho nó đỡ rối này. Đây cũng chỉ là những vùng kháng cự hỗ trợ của mình ở cái level thôi. Thì đoạn này anh em cứ chốt full khoảng bên đáy SL ngắn thì chốt full khoảng 2 điểm nhịp đầu, nhịp sau thì mình sẽ hold, thủng đáy thì mình sẽ hold dài hoặc là 3 đến 5 điểm chốt full tùy mọi người. Sáng đã thuật toán đã cho 6 điểm rồi. Không nhồi khi không còn đồng pha đúng không? Nhịp này ăn thêm 3 điểm 5 điểm nữa là có chục điểm rồi. Đánh kỷ luật là ổn đó. Nhịp này rất ngắn thôi, mình còn dính SL có hơn 1 điểm thì mình vẫn còn khoảng 4 điểm buổi sáng thôi. Chắc thật toán. Hiện tại nó có vùng phim, đây là vùng cầu nhá, vùng Philip là vùng cầu. Đóng đến thủng qua thì mình muốn là vùng cung lại, để thủng con to thì lúc đó thì mình đánh trong biên này, hiện tại vẫn là vùng cầu 69x nha, 68-69x này. Con M3 anh em thấy cũng cái doji king của mình này. Đây này. M5. Đây. Chính vùng này nhá. Buồn ngủ nhỉ, nhịp nhịp này đánh giống hệt những cái nhịp của năm ngoái, đánh năm ngoái là năm thanh khoản thấp, đánh phái sinh đánh buồn ngủ. Kịch bản là cứ sideway sáng sideway khoảng biên 2-3 điểm, có những biên là 2-3 điểm thôi, biên hôm nay là 5 điểm nó còn dễ thở hơn. Còn cái đoạn này lúc nào cũng vậy, buổi sáng cứ đi sideway 1-2 điểm 3 điểm, xong buổi chiều là có biên khoảng 5-7 điểm chục điểm cho chiều, đánh rất buồn ngủ. Mà không rõ ràng xu hướng.
đang đỡ IMA 211 anh em này, đỡ 69X IMA 211 nó khỏe lắm. Sáng tạo cấu trúc drop bay đúng không? Drop bay mình xem drop bay drop hay drop bay rally nhá. Đi lên. Hai gãy. Đang tạo vùng bay nhá, vùng bay này. Mình cùng quan sát vùng bay này có von như thế nào nhá. Cũng có thể đây là chỉ là ST thôi, đây là Spring. Nếu Spring mà tích lũy được ở trong cái vùng này mà có chốc nên thằng này mình sẽ canh long lại cái thằng này nhá, canh long lại tại 72.x và store thẳng 169. Mình phải vòn vào nhá, vòn vào vào này, hiện tại vẫn giữ được vị thế short, chưa có chốc. Vùng bay này thì short ở biên trên, bay trên là vùng 71.x là biên trên này, sau theo thuật toán vẫn được nha anh em nhé, vẫn cầm được cái R ngắn thôi, toán cái R ngắn thôi, 72.8 rồi, R có điểm thôi. Đánh chen thì để SL ở trên này, nhưng mà thuật toán thì cần hạ SL 72.8 là được. Còn thuật toán mà không đồng pha nữa thì anh em chốt dương nhé, không đồng pha nữa thì phải chốt dương ngay, chốt dương 70.x được. Nhìn chung là con chạc con M5 thì nó cũng có xu hướng về lắp ráp này, chạc có xu hướng về lắp ráp này, và đoạn này nó cho sọt rồi nhưng mà đang đỡ khá ổn trên vùng vùng này, vùng Philip này, NR này, chờ chắc là lại đánh nhịp sát chưa thôi. Target 1 mình vẫn là 68x đủ biên, target 2 64x, S3 phải lắp ráp 62 thì mình có thể set up một lệnh long ở 62 ấy. Hoặc là phải chờ tạo chốc, muốn long phải chờ tạo chốc anh em nhé, chờ tạo chốc tăng thì mình long. Cho hiện tại mình đang đánh kèo sọt, đang cho nhịp nhịp chỉnh xuống đang F168X. Còn anh em đánh thuật toán mà biên nó ngắn chẳng hạn, trước full, trước full đi sideways, trước full khoảng 2 điểm 3 điểm nên là chơi, nhưng phải 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 canh đúng điểm ở trên thuật toán này này, cánh đúng đường trên key level thì cái điểm nó tối ưu hơn, chứ hai điểm mà đánh nhiều vị thế cũng không tốt lắm đúng không? Thì chen thì mình sẽ cầm dài hơn, chứ còn start thì có thể tùy tùy những cái nhịp này, biên độ sóng nó không không có dài thì mình sẽ đánh ngắn. Chạy được có 2 điểm tùy anh em thôi, giả sử anh em mình chốt 2 điểm full 2 vòng, vòng thứ 3 thì để SL7 sọt 71.1 và SL72.5, còn nhịp này thì mình chốt 1 vòng rồi thì mình để vòng này, vòng này thì mình cầm cầm xuống thủng thủng 68 thì cầm xuống 65x đấy, cầm xuống cái đường đường màu xanh này 65x 66 này. Vẫn đỡ vùng Philip này thôi, nó đang có một cái vùng bay đi ngang này, vùng drop bay này, xem nó có drop không, thủng con to thì xác nhận nhá. Đây là vùng cung có thể nhồi vị thế ở trên này xuống đây, chờ xem thủng không.
Còn đánh thuật toán anh em có thể chốt hai điểm full lên lại cho xỏ xuống. Em hoàn toàn có thể chơi nhé. Một nhịp đi lệnh là mất khoảng 0,3 điểm tiền phí thuế đúng không? Thì việc mình chốt khoảng 2 đến 3 điểm full cũng không tệ đối với những nhịp mà sideway không rõ xu hướng như vậy đúng không? Đánh một vòng thứ hai là mình sẽ nhồi lại vị thế ở cái đường kim level và mình hold, mình giữ. Giữ khi là một có tín hiệu đảo chiều thì thôi nhá. Đó đến là cách chơi con thuật toán này là tối ưu nhất anh em nhé. Còn đoạn nào mà tiền vào nó rõ ràng hay là có bán tháo chen mạnh thì lúc đó thì mình mới cầm mình hold chen dài thôi. Còn đoạn này đang sideway thì mình đánh an toàn như vậy nó sẽ ổn hơn em nhé. Bên Enchain 0,6 là bên Enchain là như này này. Bọn Enchain là nó sẽ tính phí trừ đi. Có nghĩa là khi mình vào lệnh mất 0,3 điểm nhưng mà khi mà mình một lệnh thắng là nó trừ đi 5% số tiền mình thắng lệnh đó là phí rất đắt nhé. Giả sử anh em mà đánh 70 lên 72 được 1 triệu chẳng hạn thì nó trừ đi 5% là các lệnh thắng. Còn phí thuế lúc nào nó trừ luôn vào lệnh. Giả sử anh em long 70 thì nó là 7 long thành 73 chấm à 70.3 đúng không? Thế đoạn này anh em lại nhồi 71.x này. 71 để SL 72.5 hơn 1 điểm. Thì vòng thứ ba này thì mình sẽ giữ dài. Một là dọn cắn stop loss, hai là nó rơi. Đấy là cách mình chơi một hai nhịp đầu cho nhịp sideway nhé. Thì đây buổi sáng có 6 điểm, hai vòng rồi, vòng đây có 8 điểm rồi. Đoạn này cầm dài được. Cái stop loss trên này có thể vào 71. Vòng mới hoặc vòng này anh em chưa chốt thì cài SL trên vùng 72.8 cho em nhé. Để hẳn 72.8. Chưa chưa full sọt đúng 71 à. Sọt đường key level này, này. Thường thường em sẽ đặt lệnh limit luôn ở đường key level này. 74.5 này. À 71.9 này, 71.5 này. Bây giờ thì là 70.9 này. 70.9. Start lot để trên này một chút nhá, hai điểm thôi, đây nó co xuống rồi, 72.5 rồi đó, start 72.5, vẫn để 72.8 đi. Thực ra thì đoạn này là thằng đáy cũ là vùng 60.69.5 rồi. Anh em mà để 69 thì hơi phí, một là thủng nó thủng sâu luôn. Hai là chốt luôn ở vùng đáy cũ vùng 69.5.6 đúng không? Thế là cách của mình. Đây này, đoạn này anh em thử thấy nó đi sideway nó lại bật lên. Thế là mình nhồi hai vòng. Mình nhồi hai vòng nó sẽ lợi thế hơn nhiều. Ta sideway. Chưa kể nó có thể nó tín hiệu nó đảo chiều. Bây giờ nếu như đảo chiều mây xanh thì chiều mình chờ đồng pha mình long lại sau nhá. Chờ đồng pha, phải chờ đồng pha đánh mới an toàn. Lệnh limit đặt là lệnh LO anh em ơi, còn store là lệnh lệnh mình cài stop loss nhá. Đặt limit luôn, em chờ được key level được đặt limit không không chơi đuổi. Cứ chờ về key level đặt limit luôn, sọt 71.x này. Đó, ví dụ ở đây mình đặt sọt cái ở trên này. 2 điểm là được rồi. Hai điểm tính từ cái đỉnh nhá. Hai điểm là nó phải là cái đường kim level, cái đường mây này mình để SL ngắn thì mình chỉ chốt thế thôi, biên độ sóng có hai điểm thôi thì mình chốt hai điểm.
có những nhịp biên độ sóng 3 điểm, 5 điểm thì mình chốt 3, 4 điểm, 5 điểm full một lệnh, còn lệnh sau thì hold to trend rõ ràng có xác nhận thì mình sẽ hold. Mình phải xem cả biên độ sóng ở đây nữa. Rồi, thị trường loanh quanh nó vẫn giữ vùng này. Trong biên độ đoạn này thì sideways 2 điểm, mình chốt full 2 điểm được. Trend vẫn là đang một cái trend giảm, sóng chỉnh của con M1 nhá. Sóng chỉnh M1, M3 sóng chỉnh giảm. M3 thì có một kháng cự tiếp theo ở Doji King này này. Vùng này lên trên đây thì mình cũng canh sọt thôi. Cũng canh sọt ở đây thôi, vùng 73x. Đây là cả trend thì dung trend thì mình để SR hẳn trên cái vùng cung mạnh này. Đúng không? Còn scalp thì mình sẽ hạ SR theo cái đường mây này. Thuật toán thì hạ SR theo cái đường mây này thôi. Và vẫn cái xu hướng điều chỉnh ở vùng 62, 65 nhé, lấp gáp ở dưới. Buồn ngủ nhỉ. Có lệnh LO chị ơi, LO thì mình đặt lệnh đó. Có mà. Em đặt suốt mà. Đặt limit. Thì con thuật toán của mình đặt limit rất lợi thế nhá. Đặt lệnh limit chốt lời thì anh em cũng đặt đặt chốt lời full 2 điểm hoặc full 3 điểm đặt trước. Giá dính là quét vào ngay thôi. Còn stop loss là mình phải đặt MTL anh em nhé. Thực ra con thuật toán của mình stop loss ít khi nào có bị chạy vượt lên đây đâu. Đoạn này mà xuất hiện cụm đến xanh là anh em có thể đóng dương. Đến xanh là có những nhịp hồi phục nhá. Đã xuất hiện đến xanh là cứ cẩn trọng. Nó nên là mình để cài SL sẵn sàng vào không có đến xanh như này. Xuất hiện cụm đến xanh là những nhịp hồi phục đó. Đây có thể chốt ngắn nhá. MTL nhiều lúc có khớp có một lửa. Mình phải đặt giãn ra khoảng 0,5 lai anh em nhé. Giãn ra, có biết cách đặt chút. Có đánh theo con thuật toán của mình không bao giờ có chuyện không khớp, tại vì nếu tại vì đây là một vùng mình đánh theo cấu trúc thị trường. Cấu trúc giảm và cho sọt. Như vậy là nếu như mà muốn thay đổi cấu trúc thì những cái nhịp mà kéo xả để nó vẫn khớp. Mà không bị trôi, tại vì ở đây là kháng cự rồi, kháng cự mạnh rồi đúng không? Đường này này, hạ SL chặt lãi thôi, 2.5 thôi, trên cái đường mây một chút này, rất SL rất nhỏ thôi. Mà xuất hiện nền xanh này rồi thì có thể hạn chế nhiều, chơi được vẫn chơi được, cái SL trên này hạn chế hơn, full này, này. Rồi nghỉ quá trưa đi, xuất hiện nền trận xanh quá trưa là rất dễ kéo đấy. Cái SL vào nhá. Chặn lại lại. Ok, hôm nay nghỉ đây, nghỉ buổi trưa đã nhá.